Khám phá lò bánh dân gian nổi tiếng nhất khu chợ Xóm Củi, hơn 10 loại bánh khác nhau. Bánh ít trần, bánh tầm bì, bánh quy, bánh gối, bánh bột và các món xôi, rau câu, chè đủ loại. Hello, tây bên nè. Là lò bánh làm thủ công bằng tay, bình dân giá siêu mềm nằm bên trong chợ Xóm Củi. Lò bánh Bé Thi bán 24/7 từ 4 đến 5 giờ sáng, mười mấy năm nay không nghỉ ngày nào. Ở đây là chuyên mấy loại bánh quê như là ít trần, tầm bì, bánh gối, bánh bột, chè táo sọn, bánh quy, rau câu, bún xào chay. Riêng cho ai cần ăn chay hay là bánh lá liễu, ngày 5 tháng 5 là có bánh bá trạng mình nữa. Các món là từ 10 đến 30 xu thôi mà tôi đến 8-9 giờ sáng. Đến lúc sáng sớm hơn nữa chắc còn nhiều loại hơn. Thích nhất chắc là cái bánh bột của chị mà hình như còn có bánh đút mặn nữa phải không ta? Bánh núng nính không có bị bở, bèo béo vị nước cốt dừa, có topping củ cải xáo báu, đậu phộng mặn mặn rồi chan thêm cái miếng mắm pha ngọt ngọt ăn ngon cực. Nè, ít trần một cục to ủ luôn, ngoài đậu xanh thì nhân bên trong còn có trứng cút, củ cải xáo báu ăn rất là đỡ ngán. Ai chưa biết thì đây là bánh quy Việt Nam, món này làm tôi bất ngờ lắm đó mọi người. Và bánh dẻo giống là ít trần vậy đó, một chấm là nhân dừa, không chấm là nhân đậu, hai chấm là dừa trứng, ba chấm là đậu trứng và nhiều chấm là trứng muối. Tối nay là 10 xu mà ăn một cái là bao no, nhân chất lượng như vậy nè mọi người. Hôm tôi đi còn có chè táo sọn nữa, một ly như thế này thiệt sự là ăn không hết. Chủ ở đây đúng là bán vì đam mê luôn. Làm bánh này là cực lắm. Chỉ làm từ lúc chưa có chồng mà bây giờ cũng có chồng luôn, mà lúc nào bán cũng được xếp vệ sinh gọn gàng sạch sẽ. Thấy cũng có rất là nhiều người ghé vào để mua bánh cúng nữa. Đúng là không đi thì thôi chứ đi xa là phải mua cho đáng. Quyết định phải thử cái quầy bánh này thôi nha.